Hợp buổi nào hoa kiếm thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếm giông chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi. Ôi các bụi mệt nhòi, tiếng đồng nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, trơn một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay mòn thành đá cuội. Xin mặc bụi người, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xa xưa cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi các bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Hay quá. Bây giờ ai, mình còn 5 phút nữa, ai lên hát bài này bằng tiếng Anh, coi bài này viết đúng theo nhịp nhạc đó. Do you want to do it, sir? I don't know either, so nhưng mà bây giờ là mình phải giờ theo tiếng Anh. Bây giờ trong lúc anh Xuân hát tiếng Việt thì mình dò theo từ tiếng Anh coi nó có dịch đúng không hả? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cội. Xin ướp mặt bụi ngồi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm dần nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ok, bây giờ chúng ta để ý con này nè. Hay lộ. Hậu dòng sách. Từng ngày qua mỗi ngóng tin vui. Bây giờ từng ngày qua mỗi ngóng tin vui là tin gì? Chúng ta đợi cái tin gì? Chưa đấy. All right, good. Tin vui là cái tin có cái đấng, mình không nói Chúa, mình không nói ai mà có cái đấng nào mà cứu rỗi của đời mình, đó là mình có cái tin vui. Nếu không có thì cứ ngóng ngoài thôi. Cái cuộc đời của người là tin mừng đó, đúng rồi, tin mừng. Hy vọng thì chúng ta phải có một đấng nào đó cao cả hơn mình để
để mà chúng ta dựa vào đó mà có hy vọng thì mới có tin vui giúp tôi đời vui trở về với vui. Nhưng mà mình phải hy vọng mỗi ngày không sư? Phải hy vọng mỗi ngày không thôi để cuộc sống nó luôn vậy. 6 giờ tới 8 giờ tối nay. Ok. 40 ngày ha. Chúng ta 40 ngày trong này nói là gì? Không cần phải là đạo Chúa. Chúng ta phải làm gì? Để coi phải mỗi buổi học thôi nên hát phải suy nghĩ về về cuộc đời tâm linh của chúng ta hả? Bỏ thì giờ ra suy nghiệm chiêm nghiệm về cuộc đời, cái sự mỏng manh của cuộc đời, sự mỏng manh như là cát bụi của cuộc đời chúng ta, để mà làm sao mà khi chết đi thì còn một cái gì đó để lại đó. Sẵn đây cho tôi thông báo là là để cho quý vị có thêm giờ học hỏi, nếu mà vì rảnh rỗi thì ở đây tối thứ tư, tối thứ sáu và tối chủ nhật từ 6 giờ tới 8 giờ có lớp hành văn bổ túc, nếu ai muốn tới học thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng đón nhận anh em và các bác các chú. Chỉ muốn cho quý vị biết cái giờ giấc thôi nghe. Từ 6 giờ tới 8 giờ. Ở đây. Giờ nào? Đi làm về vậy kìa, ở đây vô hả?